Hello, xin chào anh em. Như vậy là thông tin về tướng mới của chúng ta cũng đã có rồi. Và tất cả dự đoán của anh em mình thì đã chính xác 80-90% anh em ơi. Sự kiện lần này đó chính là 20 tháng 10 thì mình cũng đã nghĩ là 80-90% là Zambwa rồi. Chỉ có điều là tạo hình Halloween là mình chưa ngờ đến, bởi vì là chưa đến Halloween mà. Ok, thì cái quả tạo hình này trông cực kỳ là chất chơi người rơi luôn, ngầu đét đèn đẹp luôn. Và ngày hôm nay chị gái mình ở bên Nhật cũng gửi về cho mấy đứa cháu mình bộ Halloween các kiểu sành điệu phết anh em ạ. Thêm một cái nữa mình cũng đoán đúng, đó chính là vị tướng này chính là vị tướng ở trong phần là tướng đặc biệt anh em nhá. Thì khi mà tướng đặc biệt nó chỉ diễn ra từ ngày 20 cho đến ngày 27 thôi, tức là chỉ trong vòng đúng một tuần. Nếu như anh em không lấy được cái em Boa Lilith này thì về sau chúng ta cũng không thể nào mà sở hữu được nữa, giống như thể là em Pudding bể bơi vậy anh em ạ. Và anh em biết đấy, tất cả những vị tướng nào là tướng đặc biệt thì nó đều mạnh đó, mình phải công nhận luôn là nó cực kỳ mạnh, tốc độ rất là cao, có thêm quả hiệu ứng tăng công mà kết hợp cùng với cả Pudding hay là em Lufinica nữa thì tuyệt vời mặt trời luôn, dã man con ngàn. Bên cạnh đó thì em nó cũng có thêm cái khả năng, đó chính là gì ta, quỷ ám. Sau khi kẻ địch có dấu ấn này hành động gây sát thương trực tiếp, sát thương trực tiếp ở đây mình nghĩ là cái sát thương mà sát thương chuẩn ấy, bỏ qua phòng thủ các kiểu con đà điểu, thì nó cực kỳ là mạnh mẽ luôn, nhưng mà lại tính theo gọi là 25% máu tối đa của kẻ đó đấy. Thì anh em thấy là ở bây giờ hệ sinh khí chúng ta là có mấy em kiểu như là Zonko Buggy này, hoặc là mấy em như là Jinbeguano, thì thường là chúng ta sẽ build vào máu. Mà máu càng cao lên ấy thì thôi, đánh theo sát thương trực tiếp bằng 25% máu thì cực kỳ là dã man con ngàn luôn, đúng không anh em? Kinh khủng luôn. Được thực sự luôn anh em ạ. Thêm vào đấy nữa là cái khả năng xuyên miễn chống cũng khá ổn này, cộng 120 tốc độ, có tăng 50% miễn chống và 30% công như là 30% máu nhá. Và đây nữa, có một cái hiệu ứng hoa vũ gây mê hoặc cho hàng trước. Thì anh em phải thấy đó chính là mấy cái em kiểu như là Lufinica mà vứt lên hàng trước thì nó oánh lẫn nhau thì chết dở. Thành ra là bây giờ Lufinica cũng như là Jinbeguano phải để hàng dưới thôi, chứ còn nếu không mà để hàng trước là nó oánh cho SML luôn đấy anh em ạ. Kinh quá. Cái skill bị động là mê loạn tâm trí này thì vừa công vừa thủ được anh em ạ. Tại sao mình nói như vậy? Bởi vì nếu như mà em Boa Hancock của anh em mà khỏe thì tốt nhất là để hàng trên, bởi vì là tốc nó cao đúng không? Thì nó sẽ có luôn, đó chính là cái hiệu ứng đồng thời bản thân đồng đội cùng hàng miễn dịch toàn bộ các hiệu ứng gây mất kiểm soát bản thân. Đấy, thì thành ra là kể cả là bên kia có em Boa Lilith nữa, nhưng mà tốc độ nó thấp hơn mình, thì dù là nó có đánh vào hàng trước cái bị động này thì team mình cũng không bị gọi là mê hoặc. Ảo thế đấy. Thế thì cái bị động này cũng khiến cho anh em nông dân mình rất là phân vân, bởi vì chỉ có 7 ngày để chúng ta có thể là kiếm được em Boa. Nhưng liệu có đủ may mắn hay là có đủ tài nguyên để nâng cấp em nó mạnh mẽ nhất có thể hay không trong vòng 7 ngày đó nếu như anh em không nạp. Thế cho nên đó là một cái gì đó cực kỳ là bâng khuâng nha. Thực ra đối với mình ấy thì mình lại vẫn chơi, nhưng mà với lý do là như thế này, bởi vì là mình vừa mới chơi ở server 497 thì đội hình của mình đã có em nào đó là ngon đâu. Hiện tại là có Lufinica là F4 này, còn đâu thì hai em hỗ trợ của mình là Namiguano mới được có 10 sao. Bên cạnh đó Shiraoshi thì 9 sao, bởi vì hơi lười cái thông thạo một tí, cơ bản là cũng hết mất cái nhiệm vụ rồi ấy. Thế thành ra là trong sự kiện lần này mình sẽ lấy luôn cái vị tướng mới hệ sinh khí. Thực ra mình thì mình không hy vọng là ra được nhiều em Boa Lilith đâu, vì cũng không biết là có nâng cấp để em nó lên E5 hay không. Với cái tài nguyên của mình có hiện tại đây này, chỉ là 229 thùng bia và gần 400 cốc bia vàng, 500 gọi là cái xu may mắn, thì rất khó để mình có thể nâng cấp full được, đó chính là cho em Boa Lilith. Nhưng có một điều mình mong muốn, đó chính là mình có thể lấy được em Zonko Buggy. Thì nếu như mình lấy được em Zonko Buggy nhiều nhiều một tí ấy, thì sẽ ngon lành cành đào, mình thay thế luôn, đó chính là cho lo nếu như mà nâng cấp được Zonko Buggy lên E1 đó. Và cái thứ hai nữa là trong cùng một cái hệ sinh khí đấy, thì hên hên mà trong event lần này mình chơi full được chẳng hạn, thì có thể nâng cấp được em Boa Lilith lên E1 thì cũng rất là ngon. Mình sẽ thay thế luôn cho em Namiguano, thế là một công đôi việc. Thì vừa tướng mới nó vẫn ok la, chơi được, nếu kể cả là em Boa Lilith này mà không có cái bị động đấy, thì đối với 3 skill còn lại nó vẫn là một cái gì đó cực kỳ là ngon lành cành đào đối với anh em nông dân chúng ta. Còn về sau thì nếu như có vị tướng mới nào mà ra ngon lành hơn thì mình lại all in vào vị tướng đấy, mà nó không phải là tướng limited, đúng không? Có một cái kết luận dành cho những anh em nào là anh em nông dân nhá. Thì anh em nông dân nào mà chơi lâu rồi đấy, kiểu như là lâu lắm rồi, lâu sửa lâu xưa rồi mà có tích thật là nhiều tài nguyên, có thể all in vào em Boa Lilith này lên được thật là nhiều sao, nhiều e các kiểu đấy, thì anh em nên chơi. Và đặc biệt chơi thì đầu tư vào tốc cho em nó thì ok la, ngon lành. Còn nếu như anh em nào mà server mới giống như mình
thì chơi kiểu là vui. Còn đâu thì mình nghĩ là đầu tư vào zone Kobaki vẫn là hợp lý dành cho anh em nông dân. Thế thôi, đó, đơn giản là như vậy. Còn những anh em nào mà xác định là không nâng cấp được nữa, nó dở dở răng răng thì thôi, cứ chơi vào mấy cái em ở thời điểm hiện tại như là zone Kobaki này, hay là thêm em Yamato, mình thấy vẫn ổn áp và ngon lành cành đào đấy thôi. Bởi vì anh em cũng đừng lo, giống như là pudding bể bơi đấy, lúc đầu ra cũng rồi chả sốt kinh khủng luôn. Em này nó quá là mạnh luôn đi chứ, kết hợp với cả Luffy Nika, xem ngày hôm qua mình đã có review một cái video một bạn sang sấm sét chơi combo, đó chính là Luffy Nika kết hợp với cả pudding bể bơi, anh em thấy gọi là siêu cấp VIP Pro luôn đúng không? Sức sát thương gây ra là quá to. Nhưng mà cũng đâu có lo đâu, bởi vì là còn rất là nhiều con mạnh về sau, ví dụ như Luffy Nika hay là Jinbeguano các kiểu, chơi nó vẫn cực kỳ là ổn mà nó lại không phải là tướng limited. Thì anh em nông dân chúng ta cứ bình tĩnh thôi. Với lại bây giờ thề với anh em luôn là theo như 2 tuần gần đây, à đâu, 2 đợt sự kiện tướng mới gần đây, thì cứ 2 tuần nó ra một tướng mới. Anh em bảo là tích lũy tài nguyên kịp làm sao được. Thôi thì thà anh em nào mà ít tài nguyên ấy thì bỏ qua cái phần là Boa Lilith Limited lần này đi, mà chúng ta tập trung vào mấy con tướng sắp ra sau này ấy. Mình thấy là có cực kỳ nhiều tướng luôn. Bởi vì nếu như mình không nhầm nhá, thì cái tựa game này nó lấy gốc ở cái tựa game One Piece Treasure Cruise. Đấy là một cái tựa game gốc chính thống của Bandai luôn, là một nhà phát hành cực kỳ là nổi tiếng ấy. Thì anh em có thể thấy là có rất rất nhiều vị tướng, cả nghìn con tướng luôn. Đấy, thế cho nên là về cái tạo hình hay là skill tướng nhân vật các kiểu, anh em cứ yên tâm, càng về sau còn rất là nhiều tướng mạnh, không chỉ là có tướng limited này đâu, mà còn có cả tướng siêu cấp VIP Pro kiểu như là AC và Sabo. Chính là AC và Sabo như thế này nhá, anh em chăm chỉ tích lũy tài nguyên các kiểu thì về sau còn sở hữu được. Chứ như em Boa Lilith hay là em Pudding bể bơi thì nó chỉ có một tuần thôi. Anh em lẹo lẹo cân nhắc trong đúng cái điều kiện và tình hình của mình để chơi sao cho nó hợp lý nhá. Còn mình thì mình chơi vui thôi, chủ yếu là lấy em Boa Lilith về mình được tí nào thì hay tí đấy. Còn không thì mình sẽ có thêm John Kobaki. Đó là cái lối chơi của mình trong tuần này nhá. Để chúc anh em chơi game thật là vui vẻ. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để xem là trong event tuần này mình có thể sở hữu được bao nhiêu em Boa Lilith anh em nhá. Còn anh em nào cũng là fan của One Piece mà muốn thử chơi một tựa game One Piece khác nó mới mới hơn một tí, để xả sơ chết sau có những giờ làm việc căng thẳng và mệt mỏi, thì mình cũng có chơi một cái tựa game mới, đó chính là Tứ Hoàng Huyền Thoại. Và trong video này mình sẽ xả 100k kim cương chiếu mộ cao để test xem cái tỷ lệ ra tướng 5 sao xịn cho con bò trong này nó sẽ như thế nào anh em nhá. Tướng 5 sao thì cũng có 5 sao zit, 5 sao zat anh em ạ. 5 sao zit thì chỉ có 3 skill thôi, còn 5 sao zat thì là 4 skill nhá. Và tất nhiên là chúng ta phải lựa chọn những con tướng nào có 4 skill để chơi rồi đúng không? Nào, chúng ta bắt đầu chiếu mộ này anh em ơi. Sao cả anh em ơi, tiếp tục nào. Perona. Wow, một em Perona ở trong hệ bóng tối luôn anh em ơi. Chắc chắn em này là một vị tướng có 4 skill rồi. Wow, được thực sự luôn, hệ bóng tối cũng ra dễ vậy sao? Xịn xò con bò này, thế là anh em nông dân cũng bớt lo lắng đi phần nào rồi đấy. Bởi vì là cái tỷ lệ ra tướng 5 sao hệ hiếm nó cũng cực kỳ là đơn giản thôi. Anh em cũng lưu ý cái phần dương này nhá. Mỗi một lần chiêu mộ thì chúng ta đều có tích lũy điểm, và khi mà tích lũy điểm rồi, mở dương một phát là chiêu mộ luôn được một vị tướng 5 sao. Đấy, ngon lành luôn anh em ơi.